Đời mà cũng cầm cái bịch bánh ăn cho được nữa. Ồ nhà, có cái lúc nào mà bà không ăn không nhà? Ngủ. À, đúng rồi. Cái gì cũng hỏi. Kinh khủng. Ê, 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 ê. Ừ. Mai là bà đi chụp hình rồi đó, bà chuẩn bị gì chưa? Không những tôi chuẩn bị rất là kỹ mà tôi còn đi chăm sóc da mặt nữa đó. Thôi 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 đi, nói cái gì á, về cái phần mà chăm sóc sắc đẹp á, là bà nhanh nhất mà. Chứ còn gì nữa. Ê, ê, ê. Bà nhắc tôi mới nhớ nha. Hồi nãy ở spa tôi mới chăm sóc da mặt nè, xảy ra hai chuyện kỳ lạ lắm. Hai chuyện? Ừ. Mà hai chuyện gì? Chuyện thứ nhất á, là cái chị khách mà làm chung phòng với tôi đó, chị xức kem mà bị phỏng da mặt luôn á. Nhưng mà đáng lý ra cái kem đó là tôi xức trước đó nha. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy? Ồ. Rồi chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai hả? Còn kinh khủng hơn nữa. Sao? Cái ly nước đó tôi chưa kịp uống phải không? Cái chị khách khác á, chị cầm chưa uống luôn. Mà chưa đâu, bị tào tháo rượt mới ghê chứ. Cái gì? Ờ. Trời ơi, cái gì mà xui dữ vậy? Bởi vậy. Ê, không, không, không nha. Cái này là hên chứ không phải là xui nha. Hên hả? Nếu như mà mấy người đó không bị á, thì tới bà sử dụng nè, bà uống nè, chắc chắn bà sẽ bị. Đúng rồi, bà nói đúng. Bây giờ tôi biết tại sao mà tôi không có bị gì hết rồi. Sao vậy? Tại vì bình thường á, tôi đã dễ thương rồi. Mà tôi còn ở hiền nữa. Ở hiền gặp lành đó. Ôi trời ơi, khó chịu quá. Sao nghe cái gì đó ở lỗ tai khó chịu mà sao mắc ói như vậy ta? Dễ thương rồi. Điếc rồi, không nghe gì hết. Ôi, lỗ tai bị gì vậy? Sao kỳ vậy ta? Sao lỗ tai nó bị cái gì vậy ta? Ôi trời ơi. Cái gì mà quảng cáo hoài vậy trời? Mày đừng có qua nhà ba mày ăn cắp dầu hoài mày. Bà lại dễ qua lắm vậy á. Ba biết chơi không vợ? Con chỉ ba lại nha. Cái đó không phải là con, cái đó là người ta vô người ta cướp của ba á. Nè, ồn ào đi. Chơi điện tử đó mà tôi coi TV mà ồn quá sao tôi coi. Má ơi, còn gì ăn không vậy? Con đói bụng quá. Mì gói kìa, vô nấu ăn đi. Mới ăn mà ăn nữa, ăn riết mà mặt như con heo. Mày nói chuyện có duyên không mày? Anh mày nói đúng á, hứa gì? Dạ. Ngày mai đi chụp hình đó, ăn cho cố vô đi, rồi mai hả bận cái quần lòi vô cái mỡ. Không có sao đâu má, con á là thuộc dạng mình dây ăn bao nhiêu cũng không mập. Mày nói mày biết gượng miệng hả mày? Thì cứ cho nó ăn đi, nó ăn nó chụp hình không được gì thế má mày vô. Ê, bỏ cái mầm mà mỉa mai của tôi nha. Mỉa cái gì đâu, người ta nói là thì ngày xưa bà cũng đẹp khuynh nước khuynh thành chứ bộ. Móc hồng đó hả? Má, thiệt vậy hả má? Hỏi ba này kìa. Thiệt vậy hả ba? Tao bỏ vô móc hồng rồi. Trời ơi, giỡn mặt của mày hả? Hả? Sao? Ngày xưa bà đẹp. Trả lời tâm lý gì vậy? Xưa bà đẹp dữ lắm á. Trưng ơi, lâu quá đây. Trưng ơi, xong chưa? Ai? Đợi chút xíu. Nhanh lên. Đi chụp hình á. Dạ. Chụp đẹp đẹp nha. Mày nhớ bận đồ kính chút xíu. Bận đồ hở hang quá, chụp kỳ lắm rồi con. Vô duyên. Thì người ta đẹp thì người ta mới ngắm. Thì cứ để cho người ta ngắm.
chứ đợi chụp hình mà không cho người ta ngắm sao người ta chụp lại nhắm mắt lại mò vậy đó hả? Nhắm mắt lại mò nó trúng tùm lum tùm la rồi sao? Ba nói gì ghê vậy ba? Đi chụp nói tầm bay tầm bà để cho con gái mình nó sợ luôn hả? Phải mà phải kỹ mà cái gì cũng phải trong khuôn khổ thôi, đừng có vượt quá cái khuôn khổ mà không có được nghe con. Thôi đi ông ơi. Trời ơi thì phải nói để cho cảnh báo nó chứ. Chứ mà vậy sao được? Mình muốn chụp sao chụp nhưng mà phải có cái khuôn khổ. Ông ơi, ông quê quá ông ơi. Thời đại này thời đại nào rồi? Trời ơi, để tụi nó tự do. Bộ thời tôi với ông hồi xưa hả? Cổ hủ. Thì tôi nói vậy đó. Là quần áo. Cái này là giày dép nè. Còn cái này là phụ kiện, accessories. Giống đi trúng nợ quá. Du lịch không có, đi chụp hình đó. Ê, vậy được nè. Vậy chút nữa ghé nhà tôi chút. Chi vậy? Gom mới lấy đi chụp hình chung mình. Ôi đúng rồi, chơi. Ê, để tôi xách đồ cho bà nha. Đi lên đi. Do đi ha, tự do đi rồi cho người ta ngắm nghía đi qua đi lại liếc qua liếc ngang liếc ngang liếc dọc đi ha, rồi chụp rồi bóc rồi hốt rồi tung tùm ta đi nha. Nó nói với con gái tôi giờ nó chỗ mã nó lớn nó đẹp rồi nó khác không phải bình thường đâu. Nói con nào ra cũng chửi rồi. Nói như vậy mà chửi không hồi nào, chừng nào mà tôi xả của mày nữa nó chửi. Ba à, thôi mẹ thôi đi chụp hình nha ba. Dạ, đi. Đây ma đẩy cho. Tôi nói là không nghe nha. Giờ là chưa có cái gì hết mà đi chụp hình khoe này khoe kia. Còn mấy mốt hả, nó đi thi mà lỡ rớt cái người ta cười cho thúi mà. Ê nè, nghe, thôi nghe. Con nhỏ chưa có thi đó. Nói tầm bậy rồi bà cho xui đi. Buông cái miếng nó lại. Thì đó, thôi đi. Đứng đây cự hoài à, đi lẹ đi. Tôi nói mở miệng ra cái đó tôi nói xu nó này nó kia rồi đi dặm đi ha, tới đó cái chỗ chụp hình nó cúp điện là khỏi chụp luôn á. Ba không cho ăn không cho uống gì hết trơn. Trời cái gì vậy? Cầm con đi đi ra ngoài đổ luôn. Uống quá đi nha. Rồi cười lên nha. Rồi xong một đứa. Tới má ơi, đi chụp hình thẻ làm gì mang quần áo dữ vậy? Dạ lỡ chú. Chú rồi rớt nha. Dạ không anh. Nhớ nha, tới em ta chụp hình đi. Dạ anh. Đó. Trời ơi cái mặt chụp hình làm thẻ nha.